trường tài chính là một cái thị trường có sự biến động nhanh chóng và mạnh mẽ, do đó cái việc mà chúng ta cập nhật thông tin dữ liệu là cực kỳ quan trọng. Tức là chúng ta đang nhắc đến mạng Oracle. Mạng Oracle thì đã có rất là nhiều dự án uy tín làm về, mà chắc hẳn là anh em chúng ta ai cũng biết, đó là Chainlink, Dan Protocol hay là API3. Thì cái câu chuyện về Oracle thì đã và đang được mổ xẻ khá là nhiều dạo gần đây. Và đặc biệt khi mà nhu cầu thị trường tăng cao, tức là ngày càng có nhiều dự án mới ra đời á, thì cái kiến trúc hạ tầng của cái Oracle ngày càng phải được tối ưu hơn nữa. Mình nói qua một chút về Oracle đi ha. Thì nếu mà bạn nào không thể nào nhớ được Oracle là gì á, như Linda á, thì mọi người có thể nhớ là Oracle chính là cầu nối giữa thế giới blockchain và thế giới bên ngoài. Tại sao lại vậy? Vì Oracle nó sẽ lấy thông tin từ thế giới bên ngoài, từ một bên thứ ba, và đưa những cái thông tin dữ liệu này vào trong các cái hợp đồng thông minh, hay gọi là smart contract ở trong thế giới blockchain. Và nhờ như vậy á, thì hệ sinh thái Web3 mới có thể truy cập được các cái thông tin hiện có, cũng như thực hiện các cái kế thừa và các cái tính toán nâng cao. Thì một cái mạng lưới Oracle có thể giúp tạo ra rất là nhiều các cái smart contract, tức là các cái hợp đồng thông minh, mà tại đó có sự kết hợp giữa các dữ liệu on-chain và các cơ sở hạ tầng off-chain. Và điều này sẽ giúp hỗ trợ các cái DApp, tức là các cái ứng dụng phi tập trung, có thể phản ứng nhanh nhất đối với các cái thông tin từ thế giới bên ngoài, cũng như là tương tác với các cái hệ thống truyền thống hiện có. Vậy như thế nào là một sản phẩm Oracle tốt? Một cái giải pháp Oracle lý tưởng phải bao gồm 4 đặc điểm sau đây. Đầu tiên chính là độ chính xác, tức là các cái dữ liệu mà giải pháp này cung cấp nó phải phản ánh đúng với lại các cái dữ liệu thực. Điều kiện thứ hai đó chính là nó phải có khả năng chống lại sự gian lận và thao túng. Tại vì nếu có sự gian lận và thao túng thì cái dữ liệu nó không còn chính xác nữa. Cái điều kiện thứ ba đó là nó phải là liên tục và kịp thời. Tại sao lại như vậy? Ví dụ như là trong thế giới blockchain hay là crypto, chỉ cần một giây thôi giá đã có thể tụt 10% rồi đúng không? Vậy cho nên dữ liệu phải được cung cấp kịp thời đảm bảo cho sự vận hành của hệ thống. Và điều kiện cuối cùng đó chính là nó phải là bản chất phi tập trung, tức là các cái dữ liệu này phải được xác thực một cách phi tập trung, tức là không có sự kiểm soát hoặc là thống trị của một cá nhân hay một tổ chức nào hết. Một trong những cái dự án Oracle mà Linda muốn giới thiệu ngày hôm nay đó chính là dự án Peace Network. Thì để xem thử Peace Network có đạt đúng tiêu chuẩn của một cái dự án Oracle lý tưởng hay không thì các bạn hãy xem hết video này nha. Trước mặt mình đây là trang web của Peace Network, peace.network. Thì cái chữ Peace này có một cái nguồn gốc khá là thú vị. Đó là chữ Peace này là viết tắt của Pythia, tức là tên gọi của những cái nữ tiên tri ở trong thần thoại Hy Lạp. Thì hồi xưa ở trong thần thoại Hy Lạp thì các cái nữ tiên tri Peace này á, người ta sẽ đưa ra những cái lời tiên tri cho những ai muốn đến biết về vận mệnh của mình trong tương lai. Thì cái dự án Peace Network này người ta lấy cái tên này với mong muốn là tại cái thời điểm hiện tại thì Peace Network tất nhiên là nó không có đưa ra các lời tiên tri rồi, nhưng nó sẽ cung cấp những cái dữ liệu, những cái thông tin một cách chính xác và nhanh chóng. Thì cái sứ mệnh của nó cũng tựa tựa với lại là cái thuyết của thần thoại Hy Lạp. Chính vì đó cho nên Peace Network đã lấy cái tên này. Cho nên nếu bạn nào không nhớ được cái tên Peace thì có thể nhớ cái thần thoại Hy Lạp ha. Thì ở ngay trang chủ nó có cái tựa đề là Peace Delivers Real-Time On-Chain Market Data. Thì Peace Network là một cái dự án Oracle chạy ở trên Solana, mạng Solana ha, và cung cấp liên tục dữ liệu thị trường tiền điện tử và tài chính trong thế giới thực. Và cái dữ liệu mà nền tảng này cung cấp thì có độ trung thực cực kỳ cao, và đây là dữ liệu của bên thứ nhất, đây, First Party Providers. Đó là dữ liệu của bên thứ nhất, có nguồn gốc off-chain, được cung cấp ở tốc độ cực kỳ nhanh với những cái tính năng như là cross-chain hay là tổng hợp phức tạp. Tức là vừa có thể thu thập, vừa có thể cung cấp được sự phong phú của dữ liệu cũng như là thể hiện cái sự thuyết phục. Và những cái dữ liệu giá này thì có thể được sử dụng bởi các chương trình trực tuyến và các cái ứng dụng ngoài chuỗi. Và vì nhờ vào cái việc chạy trên blockchain của Solana, cho nên là cái mạng Peace này đã cho phép các cái nhà cung cấp dữ liệu có thể liên tục cập nhật giá ở mọi thời điểm, với cái tốc độ là 400 mili giây một lần. 400 mili giây nha mọi người, tức là tương đương với hơi 200.000 bản cập nhật hàng ngày. Và hơn nữa thì cái thông lượng của mạng sẽ tăng lên theo thời gian, cùng với cái việc mở rộng quy mô của Solana. Và cái giá của mạng cũng sẽ có sẵn ở trên Ethereum, BSC là Terra, nhờ vào các cầu nối Wormhole. Vậy cái cách mà Peace Network vận hành như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ nói tới bối cảnh một tí. Đó là cái sự phát triển của DeFi thì yêu cầu dữ liệu thế giới thực phải có độ trung thực cực kỳ cao này, và cực kỳ nhạy cảm với thời gian, tức là cực kỳ nhanh chóng. Và nó phải trực tiếp từ nguồn và có sẵn trên bất kỳ một blockchain layer một nào. Tuy nhiên là cái dữ liệu thị trường tài chính thì thường chỉ có thể truy cập được đối với một số tổ chức và một số người dùng hạn chế. Và các cái thị trường truyền thống thì thường duy trì cái sự kiểm soát chặt chẽ và quyền truy cập vào cả nguồn dữ liệu trực tiếp và lịch sử. Cho nên là chỉ có một cái số nhóm người dùng được chọn thì mới có quyền được truy cập vào thông tin kịp thời, chính xác và có giá trị nhất.
Vậy cho nên là những cái loại dữ liệu nhạy cảm với độ trễ thấp yêu cầu một cái giải pháp Oracle đặc biệt. Thì hiện nay á, các cái giải pháp Oracle hiện tại thì tập trung vào sự khôn ngoan của đám đông đối với nguồn dữ liệu, hoặc là tập trung vào cái quy trình phân phối dữ liệu truyền thống. Và chính vì vậy cho nên là dữ liệu có thể bị trì hoãn hoặc là không có nguồn gốc từ các cái nơi dữ liệu thị trường tốt nhất. Thì Peak Network nó có một cái giải pháp khác, một cái giải pháp hoàn toàn đặc biệt, đó là nó sẽ tổng hợp dữ liệu từ các thị trường lớn như là chứng khoán, ngoại hối và crypto. Và dữ liệu từ các thị trường này được cung cấp một cách đáng tin cậy với độ trễ dưới 1 giây. Và nhờ Solana thì Peak Network có thể liên tục truyền trực tiếp dữ liệu đó với chi phí hợp lý, thay vì dựa vào các cái mô hình hạn chế như là yêu cầu về kiến trúc báo giá. Và cái nhà cung cấp dữ liệu của Peak Network thì có thể liên tục update giá ở mọi thời điểm, hiện tại là 400 mili giây một lần. Và Peak thì sẽ đi xuyên chuỗi thông qua Solana Wormhole, cầu nối phi tập trung hai chiều giữa các tiêu chuẩn mã thông báo ERC20 và SPL. Và Wormhole cho phép các dự án, nền tảng và cộng đồng di chuyển các tài sản được mã hóa một cách liền mạch trên các blockchain này. Nãy giờ thì mình nói cũng hơi tech một tí, cho nên là để cho dễ hiểu hơn thì mọi người hãy nhìn vào cái lược đồ, cái sơ đồ về cái cách thức hoạt động của Peak Network hay là Peak Protocol ở trong white paper của Peak Network ha. Và trên màn hình đa chính là cái sơ đồ đó. Thì hiểu nôm na thì trong cái sơ đồ này sẽ có ba cái nhóm người chính. Đó là Publishers, tức là nhà xuất bản, tức là người cung cấp dữ liệu về giá và nhận một cái khoản phí như là cái phần thưởng. Thứ hai là consumers, tức là nhà tiêu thụ, tức là định nghĩa chung cho các cái giao thức on-chain hoặc là off-chain, tức là trên hoặc là ngoài chuỗi. Và họ phải trả phí để sử dụng các cái dữ liệu mà publisher cung cấp và tích hợp các cái dữ liệu này vào trong giao thức hoặc là trong DApp. Sẽ có hai hình thức on-chain là trên hệ Solana và trên Terra, thì cái này mới có bản testnet trên Terra thôi. Và tính đến ngày 4/6/2022 thì đã có 52 giao thức được tích hợp trong consumers, bao gồm các mảnh ghép như là the derivatives, AMM, lending and borrowing hay là synthetics. Và cuối cùng là delegators, tức là nhóm người ủy quyền, tức là những cái người mà tham gia stake token và kiếm phí từ các hoạt động này. Thì có rất là nhiều người, người ta làm nhiều vai trò chứ không chỉ là một trong ba vai trò này. Và ngoài ra thì cũng có cái cơ chế hoạt động của Peak Network. Đây, mọi người có thể chuột xuống để thấy các cái bốn cái cơ chế hoạt động của Peak Network. Thì sẽ có bốn cơ chế chính. Đầu tiên á, là price aggregation, tức là cơ chế tổng hợp giá từ publisher với độ tin cậy cao, nó hạn chế được cái việc thao túng giá của cái nhiều đối tượng có chủ đích. Thứ hai là data staking, tức là cơ chế giúp xác định cổ phần của người tham gia stake, phân bổ phí từ các hoạt động staking trong Peak. Và trong cơ chế staking là khi hoàn thành các nhiệm vụ thì sẽ có một claim xuất hiện. Thứ ba là reward distribution, là cơ chế phân phối đúng tỷ lệ phần thưởng mà publisher nhận được, là khuyến khích các cái đóng góp tích cực và thanh lọc một hoặc nhóm nhiều các cái người mà dùng các chiếm dụng các phần thưởng này. Và cuối cùng là governance, tức là cái cơ chế quản trị chung cho các cái cơ chế trong cái on-chain và các nhiệm vụ được xử lý, thì bao gồm các cái phê duyệt token, xác định phí dữ liệu đầu vào và mục đích sử dụng chung, cũng như là xác định token Peak trong cơ chế staking. Về cái quá trình phát triển dự án thì Peak đã phát hành GitHub mạng Peak cho công chúng ngay sau khi ra mắt Solana Season Hackathon vào ngày 15 tháng 5, và đã tích hợp dự án song farm này với mạng Peak Network và đang theo dõi để tiếp tục tích hợp thêm nhiều hơn các dự án trên Solana. Và Peak cũng đã phát hành phiên bản nâng cấp Peak V2 vào đầu tháng 6, có phương pháp tổng hợp tốt hơn và không gian cho tối đa 32 nhà cung cấp dữ liệu cho một nội dung. Và tháng 5 2022 vừa qua thì Peak đã thông báo cập nhật dữ liệu chạy thử nghiệm testnet ở trên BNB Chain và ứng dụng Binance Sidechain BAS, mở ra cổng kết nối mạng dành cho người dùng. Và chính là nhờ vào Wormhole thì Peak đã có thể truyền dữ liệu trực tuyến đến BNB Chain và trao quyền cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái xây dựng on-chain và off-chain. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về các cái hoạt động của Peak Network, về quan hệ đối tác nè, về cập nhật phát triển, về sự kiện, về cộng đồng vân vân, thì các bạn có thể truy cập cái bài báo điểm qua những hoạt động Peak Network đã triển khai trong tháng 5 2022 ở trên Coin 68 nha. Về đội ngũ thì hiện tại thông tin về đội ngũ của Peak khá là hạn chế. Có vẻ như là họ vẫn chưa muốn tiết lộ quá nhiều về những cái nhân vật đứng sau dự án. Chỉ có một vài thông tin rất là hạn chế về những cái người đóng góp cho Peak Network như là Mark Timon. Đây là Twitter của Mark Timon. Hoặc là Daniel Chu. Còn về tokenomics của Peak thì cái ticker sẽ là Peak
PYTH và sẽ chạy trên mạng Solana và tổng cung sẽ là 10 tỷ PIP. Về token allocation, tức là phân phối token thì 22% sẽ cho phần thưởng on-chain, 33% sẽ cho những người đóng góp vào hệ sinh thái, 25% cho team và cố vấn, 10% cho những cái launch partners và 10% cho private sale. Thì cái tokenomics của PIP cũng là một cái dạng phân phối khá lạ khi chỉ 15%, tầm 15% lượng token được mở khóa ngay từ ban đầu. Phần còn lại thì sẽ được lock khá lâu và phần nhiều cũng chỉ dùng để trả thưởng cho những người đóng góp và vận hành mạng lưới. Thì PIP đang vận hành với một cái tầm nhìn rất là dài hạn. Về tính ứng dụng của PIP thì PIP có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều thị trường với độ chính xác cao và dựa trên nền Solana thì các cái dữ liệu đó được xử lý nhanh, chi phí thấp phù hợp với nhu cầu người dùng. Và các cái dữ liệu đưa vào PIP thì đều đảm bảo xác thực, hệ thống sẽ cung cấp các cái nốt chất lượng đến tay người dùng. Thì mọi người có thể tham khảo cái mục Price Fix, mọi người click vào Price Fix nó sẽ hiện ra cái mục All Price Fix để mọi người có thể cập nhật giá một cách nhanh chóng và chính xác. PIP còn giúp các cái tài sản di chuyển dễ dàng trên các blockchain thông qua cái cầu nối Solana Wormhole mình đã nói nãy giờ. Và sẽ có hai đầu là Ethereum và Solana tương ứng các cái chuẩn token ERC20 và SPL. Và người dùng cũng có thể chuyển đổi chúng thông qua bằng cách là mình gửi ETH bên đầu Ethereum. Sau đó là xác thực đầu Solana sẽ min ra đúng lượng đã gửi dưới dạng Wrapped ETH, tức là giá trị sẽ được đảm bảo trên Solana. Về phần partners và backers của PIP thì đều là những tên tuổi khá là ấn tượng. Thì để có thể trở thành người đồng hành của PIP thì người đóng góp và cùng hợp tác với PIP và các cá nhân và các tổ chức thì có thể lựa chọn trở thành consumer hoặc là publishers, tức là chọn dùng dữ liệu hay là chọn cung cấp dữ liệu. Thì để mà chọn thì các bạn sẽ bấm vào chữ developers và nó sẽ hiện ra hai cái lựa chọn là trở thành consumer hoặc là publishers hoặc là cả hai. Đây, và mình sẽ chủ yếu quan trọng cái phần publishers là đã có hơn 50 cá nhân và tổ chức đã trở thành publisher, cũng như là hơn 57 cá nhân và tổ chức đã trở thành consumer. Thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là bởi vì trong một publisher thì dự án PIP lại có rất là nhiều nhà đầu tư và đối tác tiềm năng như là Alameda Research, AX, Acuna Capital cùng nhiều tên tuổi lớn khác. Và đặc biệt là nếu các bạn kéo xuống phần publishers ở phần cuối, các bạn sẽ thấy cái tên Jump Trading. Thì dự án này đã được Jump Trading ươm mầm và cũng đã nhận được rất là nhiều sự đóng góp từ các cái công ty giao dịch nổi tiếng khác như là GTS, Virtual Financial, Chicago Trading Company, IEX, Acuna Capital, DRW Cumberland, XR Trading và Hudson River Trading. Và những cái gương mặt cộm cán khác cũng đóng góp trong dự án thì bao gồm là LMAX, MyX, BSX, Genesis Global Trading, FTX, CMS, CoinShares và BitSource. Và đặc biệt đó là có sự xuất hiện của KGI Securities, là một cái công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tổng công ty cổ phần tài chính phát triển Trung Quốc. Vừa rồi là video review của mình đối với PIP Network, cái giải pháp Oracle cực kỳ hiện đại và có nhiều đổi mới. Các bạn nên nhớ các cái tiêu chí để đánh giá một cái giải pháp Oracle lý tưởng như là độ chính xác cao, chống gian lận, chống thao túng, liên tục, kịp thời, nhanh chóng và phi tập trung để có thể đánh giá xem thử là liệu PIP Network có giành được một vị trí đứng ở trong cái mạng Oracle hay không. Nên nhớ video này chỉ nhằm mục đích thông tin chứ không phải là khuyên đầu tư, nên các bạn cần phải tự đưa ra quyết định đầu tư của mình. Còn nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên cho con số 8 TV một like cũng như là một subscribe, và Linda sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!